Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, kho chứa măng nằm ngoài trời và được quay tạm bợ bằng tôn mỏng, nhìn khá nhếch nhác. Măng tươi được đóng thành từng bao ni lông có khối lượng khoảng 60 kg một bao, để dưới nền đất và phủ bên trên bằng nhiều tấm bạc rách nát. Theo quan sát, măng tươi dưới bên trong các bao ni lông có hiện tượng chuyển sang màu đỏ, một số cây măng bị móc trắng và có mùi khó ngửi. Các bao măng còn nguyên nước màu vàng nhạt. Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định có khoảng 200 bao măng tươi đang quá trình ngâm ủ, được lưu trữ tại kho nói trên. Chủ lô hàng là bà Phạm Thị Thư, trú tại T21, khu An Sơn, phường 4, Đà Lạt, đã thuê đất của bà Nguyễn Thị Thiệt, 42 Hàng Thuyên, để làm kho chứa măng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Thư đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc của lô hàng. Hiện ngành chức năng đã lập biên bản và tiến hành thu giữ, chuyển tất cả số bao măng về trụ sở công an thành phố Đà Lạt, đồng thời lấy mẫu măng đi kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý theo quy định. Chỉ cần lên trang web tìm kiếm Google, gõ từ khóa thực phẩm sạch, trong 0,37 giây đã xuất hiện 353.000 kết quả. Trên mạng xã hội Facebook, một loạt các trang web xuất hiện nhiều page bán hàng online thực phẩm sạch, thu hút người tiêu dùng. Còn tại thị trường thực, khảo sát phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một dãy phố 400 m, nhưng đã có tới hơn 10 cửa hàng thực phẩm sạch với đủ tên tuổi.